Hello, xin chào mọi người ha. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với một cái tin tức cực kỳ là chấn động đối với cổ phiếu KBC. Vừa qua, ngày 25 tháng 9, tập đoàn Trump đã thông báo cùng công ty cổ phần dịch vụ khách sạn Hưng Yên, công ty con của KBC triển khai dự án phát triển sân golf và khách sạn tại Hưng Yên. Dự án này thì có vốn đầu tư lên tới gần 1,5 tỷ đô la, bao gồm hệ thống sân golf 54 lỗ cùng với các khu nghỉ dưỡng cao cấp. Ngoài ra dự án còn phát triển một khu dân cư hiện đại nhằm mang lại một cái dịch vụ nghỉ dưỡng và giải trí đẳng cấp quốc tế tại thị trường Việt Nam. Đây chính là cái hình ảnh mà chủ tịch KBC và Donald Trump ký kết cái hợp đồng này ha. Thì đây là một trong những cái tin mà thúc đẩy được cái giá cổ phiếu của KBC rất là lớn. Tại vì mọi người hiểu căn bản nó là như thế này: KBC hiện tại á, trước đó là cái tình hình về của giá cả cổ phiếu á, thì nó vẫn đang là downtrend, nhưng mà từ cái thời điểm mà các cái tập đoàn Hàn Quốc, Nhật Bản và một số tập đoàn Đài Loan, người ta bắt đầu đổ tiền vào xây dựng lại các cái dự án của Bắc Ninh, ở Bắc Ninh, VGC là VGC cũng được hưởng lợi, mà đặc biệt là Kinh Bắc càng được hưởng lợi, tại vì mọi người biết là Kinh Bắc là một trong những cái công ty mà sở hữu cái diện tích đất mà cho thuê cái khu công nghiệp rất là lớn, đặc biệt là khu vực Bắc Ninh. Và bây giờ còn thêm được cái tin tức là công ty con của Kinh Bắc đã ký kết một cái hợp đồng gần 1,5 tỷ đô, thì cái việc này sẽ giúp cho cái giá cổ phiếu và cái niềm tin cũng như là kỳ vọng của cái giá cổ phiếu KBC thời gian tới tăng rất là mạnh, không ạ? Và cái tin tức này em đánh giá nó sẽ tác động trong một thời điểm, trong một cái thời gian gọi là trung hạn thôi, ha, gọi là trung hạn thôi. Tại vì căn bản nó là như thế này mọi người: khi tất cả các tin tức về các khu công nghiệp đổ về Bắc Ninh hoặc là các cái khu nghỉ dưỡng cao cấp như là của Donald Trump kết hợp với lại cái công ty cổ phần khách sạn Hưng Yên á, thì lúc mới đầu ra nó sẽ giúp cho giá cổ phiếu tăng rất là cao, nhưng sau đó giá cổ phiếu sẽ có cái tính chất là nó sẽ cân bằng lại ha, nó sẽ cân bằng lại trước khi tạo được một cái vùng đà tăng mới. Đối với Kinh Bắc thì sao mọi người? Đối với Kinh Bắc thì sau hai cái tin tức này, sau một khoảng thời gian ngắn nữa thôi, thì cái giá cả nó sẽ bình ổn trở lại và nó quay trở lại về cái vùng cân bằng. Tại vì mọi người hiểu như thế này: cái tin tức đã ra thì nó sẽ phản ứng một phần, nhưng mà sau hậu tin tức sẽ là đi ngang, tại vì khi đó cái kỳ vọng nó đang vơi dần ha, người ta quên dần cái câu chuyện là đã có một cái dòng tiền khủng khiếp đổ vào cái khu vực Bắc Ninh, hoặc đã có một cái dòng tiền khủng khiếp đổ vào cái khu vực Hưng Yên để xây dựng các cái khách sạn cũng như là các khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam ha. Thì dần thì nó sẽ phai nhạt, nhưng mà nó sẽ tạo thành một cái vùng thời mới, ít nhất đã giúp KBH quay trở lại được xu hướng tăng tại khung này. Đây là một tín hiệu rất là đáng mừng nha mọi người. Cái hoạt động về cái cho thuê đất công nghiệp cũng như cái hoạt động xây dựng đang, mọi người thấy đó, nó đang càng ngày càng được thể hiện rõ từ đây tới cuối năm ha. Cái lực cầu và nhu cầu đang càng ngày càng lớn, sẽ giúp cho cái việc là dòng tiền xã hội sẽ bắt đầu quay trở lại, và đầu tiên phát nổ đó chính là các dự án ở Bắc Ninh, về Đài Loan, Nhật Bản đã đổ tiền vào. Tiếp theo là Mỹ và ông Donald Trump đã ký kết xây dựng một cái dự án 1,5 tỷ đô với lại Kinh Bắc không. Sau một khoảng thời gian nữa thì giá có khả năng nó sẽ đi ngang ở cái vùng này, tại vì kỳ vọng lúc đó hết rồi. Lúc đó chúng ta đang đợi một cái khác, đó chính là cái điểm rơi lợi nhuận của các cái dự án này. Cái này là một cái quy trình rất là quen thuộc với mọi người. Ai mà giao dịch cổ phiếu khi giá mới tin ra thì nó kéo rất là cao, nó kéo rất là dữ, rồi sau đó sẽ cân bằng lại và đi ngang, khả năng cao rất là đi ngang. Và sau đó nó sẽ đợi một gì mọi người? Đợi một là các cái dự án tiếp theo tiếp tục được mở ra, hai là điểm rơi lợi nhuận của các dự án đó bắt đầu đổ về. Bây giờ đó là về cái bối cảnh của Kinh Bắc thời gian tới, thì đang cho thấy một cái bối cảnh nó đang khá là khả quan. Thì bây giờ câu chuyện tiếp theo với Kinh Bắc đó chính là: vậy thì Kinh Bắc bây giờ còn giao dịch được không, hoặc nếu không giao dịch được thì chúng ta phải đợi tới khi nào mới có thể giao dịch được với Kinh Bắc? Thì mọi người, bây giờ Kinh Bắc ở xu hướng này đang là xu hướng tăng và đang có dấu hiệu tích lũy lại, dần tích lũy lại để tạo thành một vùng cân bằng để tiếp tục quay trở lại đợt tăng tiếp theo. Nhưng mà ở các khung thời gian lớn hơn thì sao ạ? Kinh Bắc ở các khung thời gian lớn hơn thì hiện tại vẫn đang còn một cái kháng cự rất là lớn tại 30.5, 30.4. Đây là một cái kháng cự mà mọi người cân nhắc là phải phá qua cái kháng cự này để chúng ta có được một cái thềm giá mới, một cái điểm giao dịch mới nó thuận lợi hơn mọi người ha. Và khung tháng nó cũng vậy thôi. Khung tháng thì tháng này là một tháng quyết định cho cái việc KBC có được quay trở lại là tăng không, và nếu quay trở lại được tăng phải đạt được cái mốc nào, thì phải vượt qua được cái mốc 30.4 ha.
trong tháng này nha phải ở trên mức 30.4 hoặc cụ thể là phải nằm trên 32, thì giá KBC thời gian tới rất nhiều khả năng sẽ duy trì và tích lũy cũng như đột phá lại trong thời gian tới mọi người ha. Mọi người lưu ý nha, trong tháng này phải nằm trên đâu đó tầm 32 hoặc 31.8 hoặc 31.7. Đó là những cái mốc mà cần phải nằm trên để khi qua tháng này sẽ có một cái vùng hỗ trợ thềm ngay tại cái mức giá đó luôn. Nếu mà không qua được nha thì nó sẽ tạo ra một cái kháng cự rất là lớn cho cái việc mà KBC thời gian tới có thể quay trở lại là tăng mọi người ha. Rồi hạ hết các khung thời gian nhỏ xuống thì câu chuyện nó là như thế này mọi người. Mọi người vẫn có thể mua KBC nha. Em nói lại, mọi người vẫn có thể mua KBC, nhưng với view KBC này thì mọi người để lướt ngắn cái bên khoảng đâu đó tầm dưới là 25.8 hoặc 25.6 đối với cái điểm mua mà mọi người mua ngay ngày mai. Đây có thể là một điểm mua khá là rủi ro, nhưng mà mọi người cứ cân nhắc về các cái câu chuyện cũng như bối cảnh mà em đã chia sẻ lúc nãy ha, về các cái dự án mà đang đổ tiền vào cái khu vực, các khu vực phía Bắc, đặc biệt là khu vực Bắc Ninh và khu vực này, và thứ hai là Hưng Yên nè. Đó thì mọi người hiểu là cái bối cảnh đang dần cho phép cái dòng tiền quay lại thị trường, đặc biệt là cái dòng tiền mà cung cấp cho các khu công nghiệp. Và cái dự án mới nhất giữa kinh Bắc và nước Mỹ đó chính là Donald Trump. Đây là một trong những cái mà chúng ta cần lưu ý nhất. Mở phiên ngày mai mua vẫn được, nhưng vui lòng để SL đâu đó dưới tầm 26.2. Đó là một trong những SL ngắn nhất, hoặc phải để dưới 26 mọi người ha. Cái câu chuyện ở đây là gì mọi người? Mọi người nếu muốn biết được TB của điều này thì mọi người xuống phần bình luận kết bạn Zalo với em, hoặc tham gia vào cái đường link Zalo em để dưới phần bình luận. Trong đó sẽ được cập nhật các cái tin tức về KBC mới nhất, luôn luôn cập nhật và hỗ trợ mọi người một đến khi nào cái điều KBC này kết thúc được điều, chốt được lợi nhuận. À, mọi người ha, đó là toàn bộ cái thông tin về các cái thương vụ bắt tay lớn của KBC tại Bắc Ninh và Hưng Yên thời gian này. Ba, mọi người ai muốn tìm hiểu nhiều hơn hoặc muốn nhiều thông tin hơn về KBC thì mọi người có thể để lại câu hỏi dưới phần bình luận, em sẽ hỗ trợ mọi người giải đáp thôi mọi người ha. Còn mọi người nào muốn được kèm cặp sát hơn thì mọi người cứ xuống phần bình luận kết bạn Zalo, tham gia vào cái đường link Zalo em để dưới phần bình luận ha. Ở dưới phần bình luận có mọi thông tin để mọi người có thể liên lạc với em, và em sẽ hỗ trợ mọi người một đến khi nào đây là kết thúc thì thôi. Ok, chào tạm biệt mọi người và hẹn mọi người vào các tập sau của Đi Tìm Cổ Phiếu. Và nếu video này hay, nhớ like, share và để lại những cái câu hỏi mà mọi người muốn em giải đáp ha. Chào tạm biệt mọi người và hẹn mọi người vào các tập sau của Đi Tìm Cổ Phiếu.